Rồi em chào cả nhà nha. Này quay giới thiệu bà con mình một con Thaco bán rưỡi nha, giá rẻ cả nhà ơi. Đời 2009 nha. Con này đời 2009, thùng dài 5m2 nha. Đăng kiểm mới nha. Đó. Con này đăng kiểm mới nha cả nhà. Đời 2009. Giá 125 triệu nha, thùng 5 ủng mở. Thùng 5 ủng mở nha cả nhà. Đổi thất tương đối liền lạc, sạch sẽ nha. Con này thì đăng kiểm mới rồi. Con này biển vàng nha. Con này biển vàng. Nhưng mà người ta xét bỏ kinh doanh nha cả nhà. Đó ha. Có sao thì em báo vậy luôn nha. Biển vàng. Đăng kiểm mới nhưng mà xét bỏ kinh doanh. Xe thì nói chung còn tương đối là liền lạc, sạch sẽ nha. Con này mua về bà con có thể là tu bổ thêm cái gì đó, bà con mình tu bổ theo ý thích của mọi người ha. Đó. Giá rẻ nha cả nhà. Quan tâm thì gọi cho em qua số hotline của em nha. Số 0988 454 318 nha. Để có thêm thông tin về xe và để có giá tốt nhất cho bà con mình nha. Năm muốn mở. Đời 2009 nha cả nhà. 5m2. Bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho Tổng An Phát nha. Để có thêm thông tin về xe và để có được cái giá tốt nhất cho bà con của mình thì đến xem xe và mua xe tại cửa hàng bên em nha. Đó, mua bán trao đổi các loại ô tô tải đó qua sử dụng nha nha. Quan tâm thì gọi cho em. Ui. Để mở cái thùng phía sau cho cả nhà mình cùng xem ha. Thử cái thùng nó như thế nào nha. Thùng toàn cái nắp thôi. Sàn nha cả nhà. Sàn này sàn zin nguyên bản của xe nha, thùng 5 ủng mở nha. Này không có một mờ, không có quá nhiều nha cả nhà. Nói chung là cũng còn liền xe ha. Quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Sườn sexy của em nó nè. Máy số ngon lành cành đào nha, đăng kiểm mới rồi. Đó. Thì bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho em để có một cái giá thực sự ưu đãi tốt nhất cho cả nhà của mình nha. Thùng 5m2 nha cả nhà. Thaco. Dòng xe giá rẻ, dòng xe khá giá khởi nghiệp nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ xe này hết bình rồi cả nhà. Đậu quên tắt chìa khóa hết bình rồi. Giờ bật nó không lên luôn. Bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho Tổng An Phát qua số điện thoại của em nha. Cứ gọi điện trực tiếp trên Zalo cho em luôn. 0988 454 318 ha. Bà con mình gọi điện trực tiếp trên Zalo cho em luôn. Để em gửi hình ảnh chi tiết báo giá cho cả nhà của mình nha. Đây, vỏ lớp của em đó. Nói chung vỏ lớp còn tương đối ha. Nói chung mới xét nên bà con mình không phải lo. Còn về vấn đề mà bà con mình muốn tu sửa hay là tu bổ cái gì đó thì em có thể là về tu bổ theo ý kiến của bà con của mình nha. Còn xe vậy thì đời 2009 thì nó chỉ có được vậy thôi, giá rẻ mà cả nhà. Đó. Dàn lớp em nói thì nói chung còn có khoảng 60-70% trở lên. Đó, quan tâm thì gọi cho em. Đây. Chỗ này hơi bị sù tí ha. Cái này nói chung giá nó rẻ thì nó có vài điểm để xấu ha. Đồ có cái là thùng 5 ủng mở nha. Đó, thùng sàn cũng inox nhưng mà sàn gắn sóng zin nguyên bản nha. Rồi, đến đây em xin kết thúc video và mong sớm nhận lại những cái phản hồi tích cực cho anh chị em bà con của mình. Quan tâm cái dòng xe nào đó thì alo ngay cho em nha, để có một cái giá ưu đãi tốt nhất nha. Rồi em sẽ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.